Tin mừng theo Luca. Luca đoạn 1. Lời ngỏ đến Theophile. Vì có nhiều người đã cố gắng ghi lại những việc được thực hiện giữa chúng ta, như lời những người đã chứng kiến từ ban đầu và những người đã trở thành tôi tớ của đạo Chúa truyền lại cho chúng ta. Nên sau khi tra cứu cẩn thận mọi việc từ đầu, tôi thiết tưởng cũng nên ghi lại một cách thứ tự cho Ngài. Thưa Ngài Theophile kính mến, để Ngài có thể biết cách xác thật về đạo mà Ngài đã được dạy. Thời thơ ấu và ẩn dật của Giăng Báp-tít và Đức Chúa Giê-xu. Báo tin Giăng Báp-tít sinh ra trong thời vua Herod xứ Giu-đê. Có một tư tế tên là Sachari thuộc dòng tư tế Abia, vợ ông tên là Elizabeth thuộc dòng dõi Aaron. Cả hai vợ chồng là người công chính trước mặt Đức Chúa Trời, vâng giữ các điều răn và mạng lệnh của Chúa, không chỗ nào chê trách được. Nhưng hai người không có con vì Elizabeth hiếm muộn và hai người đã cao tuổi. Một ngày kia, Sachari thi hành chức vụ tư tế trước mặt Đức Chúa Trời theo phiên thứ của ông. Ông được trúng thăm theo thông lệ của các tư tế lúc bấy giờ để vào dâng hương trong đền thánh của Chúa. Đúng vào giờ dâng hương, trong khi hội chúng đang cầu nguyện bên ngoài, một thiên sứ của Chúa hiện ra với ông và đứng bên phải của bàn thờ dâng hương. Khi Sachari thấy vị thiên sứ, ông hoảng sợ và nỗi kinh hoàng phủ lấy ông. Nhưng vị thiên sứ nói với ông: Hỡi Sachari, đừng sợ, vì lời cầu nguyện của ngươi đã được nhận. Elizabeth, vợ ngươi, sẽ sinh cho ngươi một con trai, và ngươi sẽ đặt tên con trai đó là Giăng. Đứa con ấy sẽ là niềm vui, hớn hở cho ngươi. Nhiều người sẽ hoan hỷ khi nó chào đời, vì nó sẽ thành một vĩ nhân trước mặt Chúa. Nó sẽ không được uống rượu hay thức uống gì làm cho say. Nó sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ. Nó sẽ làm cho nhiều người Israel quay về với Chúa, Đức Chúa Trời của họ. Nó sẽ đi trước mặt Chúa với tinh thần và quyền năng của Eli. Nó sẽ làm cho lòng cha ông quay về với con cháu, và những kẻ bội nghịch sẽ vâng theo sự khôn ngoan của người công chính, để chuẩn bị một dân sẵn sàng cho Chúa. Sachari thưa với thiên sứ: Làm sao tôi biết việc này sẽ xảy ra? Vì tôi đã già, còn vợ tôi lại cao tuổi. Vị thiên sứ trả lời và nói với ông: Ta là Gabriel, đứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời, và ta được sai đến để nói với ngươi và báo cho ngươi tin mừng này. Này, ngươi sẽ bị câm và không nói được cho đến ngày những việc ấy xảy ra, bởi vì ngươi không tin những lời ta, những lời sẽ xảy ra đúng kỳ đã định cho chúng. Trong khi đó, dân chúng bên ngoài trông đợi Sachari, họ hoang mang lo lắng vì ông ở trong đền thánh quá lâu. Khi thấy ông trở ra và không thể nói được với họ, họ nhận biết rằng ông đã thấy một khải tượng trong đền thánh. Ông cứ ra dấu với họ và không thể nói được. Khi thời kỳ phục vụ của ông mãn, ông trở về nhà. Sau những ngày đó, bà Elizabeth, vợ ông, thụ thai. Bà sống ẩn dật trong 5 tháng. Bà nói: Đây là điều Chúa đã làm cho tôi. Khi Ngài làm ơn cho tôi, Ngài đã cất khỏi tôi nỗi tủi hổ giữa đời người. Thiên sứ báo tin Chúa Giáng sinh. Vào tháng thứ 6, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel đến thành Nazareth, miền Galilee, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một thanh niên tên là Joseph thuộc dòng vua David. Trinh nữ ấy tên là Mary. Thiên sứ đến gặp nàng và nói: Hỡi người được ơn, chúc mừng cô,
Chúa ở cùng cô. Nghe như thế, Marie bối rối và tự hỏi, lời chào ấy có nghĩa gì? Thiên sứ nói với nàng, hỡi Marie, đừng sợ, vì cô đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Này, cô sẽ có thai, sinh một con trai và cô sẽ đặt tên con trai ấy là Giê-xu. Con trai ấy sẽ thành một vĩ nhân và sẽ được gọi là con của Đấng Tối Cao. Chúa, Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngai của David tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì nhà Gia-cốp đời đời. Vương quốc Ngài sẽ trường tồn bất tận. Marie thưa với thiên sứ, làm sao việc ấy có thể xảy ra được? Vì tôi chưa hề biết một người nam nào. Thiên sứ trả lời và nói với nàng, Đức Thánh Linh sẽ ngự xuống trên cô, và quyền năng của Đấng Tối Cao sẽ bao phủ cô. Vì thế, con thánh sinh ra sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Kìa, Elizabeth, bà con của cô, đang mang thai một trai trong tuổi già nua. Bà ấy vốn có tiếng là hiếm muộn, mà nay đã mang thai được 6 tháng rồi, bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Marie thưa, tôi đây là tớ gái của Chúa, xin việc ấy xảy ra cho tôi, như lời Ngài truyền. Sau đó thiên sứ lìa khỏi Marie. Marie thăm Elizabeth. Trong những ngày ấy, Marie đứng dậy và vội vàng đến một thành trong vùng đồi núi xứ Giu-đê, vào nhà của Sa-cha-ri và chào Elizabeth. Vừa khi nghe tiếng chào của Marie, thai nhi trong bụng Elizabeth nhảy lên và Elizabeth được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Bà cất tiếng nói lớn, cô thật có phước giữa vòng phụ nữ, thai nhi trong dạ cô cũng có phước thay. Do đâu mà tôi được vinh dự này? Đó là được thân mẫu của Chúa đến thăm tôi. Vì này, vừa khi tay tôi nghe tiếng cô chào, thai nhi trong bụng tôi đã nhảy lên mừng rỡ. Phước thay cho người tin rằng Chúa sẽ làm ứng nghiệm những gì Ngài đã phán với mình. Lời ca ngợi của Marie. Bấy giờ Marie nói, linh hồn tôi tôn ngợi Chúa, tâm linh tôi vui mừng trong Đức Chúa Trời, Đấng giải cứu của tôi, vì Ngài đã đoái đến thân phận hèn hạ của tớ gái Ngài. Vì từ nay trở đi, muôn đời sẽ khen tôi là người có phước, vì Đấng toàn năng đã làm những việc lớn cho tôi, danh Ngài thật thánh thay. Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài từ đời nọ sang đời kia. Ngài dùng cánh tay Ngài bày tỏ những việc quyền năng. Ngài dẹp tan những kẻ kiêu ngạo tận tư tưởng trong lòng. Ngài hạ bệ những kẻ quyền thế khỏi ngai của họ, nhưng Ngài nhấc những người khiêm nhường lên. Ngài ban cho người đói được no nê các thức ăn ngon. Ngài đuổi kẻ giàu đi về tay không. Ngài giúp đỡ Israel tôi tớ Ngài, vì Ngài nhớ lại ơn thương xót của Ngài, như Ngài đã phán với các tổ tiên chúng ta, với Abraham và dòng dõi người mãi mãi. Marie ở lại với Elizabeth khoảng 3 tháng, rồi trở về nhà nàng. Gian Baptist sinh ra. Đến kỳ sinh nở, Elizabeth sinh một con trai. Những láng giềng và bà con dòng họ của bà nghe Chúa bày tỏ lòng thương xót lớn lao của Ngài đối với bà. Họ vui mừng với bà. Ngày thứ 8, họ đến để cắt bì cho đứa bé. Họ định đặt tên nó là Sa-cha-ri, theo tên của cha nó. Nhưng mẹ nó trả lời và nói, không, nó sẽ được gọi là Giăng. Họ nói với bà, không người bà con nào của bà có tên ấy cả. Kế đó, họ ra dấu cho cha đứa bé, để xem ông muốn đặt tên nó là gì. Ông ra dấu bảo đem cho ông một bản nhỏ, rồi ông viết trên đó, tên nó là Giăng. Mọi người đều lấy làm lạ, thình lình miệng ông mở ra, lưỡi ông được tự do và ông cất tiếng ca ngợi Đức Chúa Trời. Cả xóm giềng đều phát sợ và người ta nói về chuyện ấy khắp miền đồi núi xứ Giu-đê. Tất cả những ai nghe chuyện ấy đều nói, rồi đây, không biết đứa trẻ ấy sẽ ra sao vì tay Chúa ở cùng nó. Lời tiên tri của Sa-cha-ri. Bấy giờ,
Sachari, cha đứa bé, được đầy dẫy Đức Thánh Linh và nói tiên tri rằng: Chúc tụng Chúa, Đức Chúa Trời của Israel, vì Ngài đã đoái thăm và cứu chuộc dân Ngài. Ngài đã dấy lên một sừng cứu rỗi cho chúng ta trong nhà David tôi tớ Ngài, như Ngài đã phán trước qua miệng các tiên tri thánh của Ngài từ xưa rằng: Chúng ta sẽ được giải cứu khỏi những kẻ thù của mình và khỏi tay những kẻ ghét chúng ta. Ngài bày tỏ lòng thương xót đối với tổ tiên chúng ta. Ngài nhớ lại giao ước thánh của Ngài, tức lời thề Ngài đã lập với Abraham tổ phụ chúng ta, để ban cho chúng ta được giải thoát khỏi tay những kẻ thù nghịch, để có thể phụng sự Ngài không chút sợ hãi, trong sự thánh khiết và công chính trước mặt Ngài trọn đời chúng ta. Còn con, hỡi con thơ, con sẽ được gọi là tiên tri của Đấng Tối Cao, vì con sẽ đi trước Chúa để dọn đường cho Ngài, để ban tri thức về ơn cứu rỗi cho dân Ngài qua sự tha thứ tội lỗi họ. Nhờ đức nhân từ thương xót của Đức Chúa Trời chúng ta, mà vầng thái dương mọc lên từ trời sẽ thăm viếng chúng ta, để mang ánh sáng đến những kẻ đang ngồi trong tối tăm và bóng tử thần, để dẫn dắt bàn chân chúng ta vào con đường bình an. Đứa trẻ càng lớn lên, tinh thần càng mạnh mẽ. Nó cứ sống trong đồng hoang cho đến ngày tỏ mình ra với dân Israel. Luca đoạn 2. Đức Chúa Giêsu giáng sinh. Lúc ấy, hoàng đế Auguste ra chiếu chỉ truyền lệnh kiểm tra dân số trong cả đế quốc. Đây là cuộc kiểm tra dân số đầu tiên, được thực hiện khi Quirinio làm thống đốc xứ Syria. Ai nấy đều phải trở về nguyên quán để khai hộ tịch. Vì thế Joseph đang ở thành Nazareth miền Galilee cũng phải trở về thành của David tên là Bethlehem trong miền Jude, bởi vì chàng thuộc về gia tộc và dòng dõi của vua David, để khai hộ tịch cho chàng và Mary, người đã đính hôn với chàng đang mang thai. Đang khi hai người ở đó, ngày Mary sinh con đã đến. Nàng sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con lại, rồi đặt con nàng vào trong máng cỏ, vì lữ quán không đủ chỗ ở. Thiên sứ báo tin cho các mục đồng. Bấy giờ trong miền đó có mấy người chăn chiên đang ở ngoài đồng, thức đêm canh giữ đàn chiên. Thình lình một thiên sứ của Chúa hiện đến với họ. Hào quang của Chúa chói lòa quanh họ, họ rất sợ hãi. Thiên sứ phán: Đừng sợ, vì này, ta báo cho các ngươi một tin mừng. Tin này sẽ là niềm vui lớn cho muôn dân. Hôm nay trong thành David, một đấng giải cứu đã sinh ra cho các ngươi. Ngài là Đấng Christ, là Chúa. Đây là dấu để các ngươi nhận ra Ngài. Các ngươi sẽ thấy một hài nhi được bọc trong khăn nằm trong máng cỏ. Thình lình, muôn vàng thiên binh hiện ra, hiệp cùng vị thiên sứ đó trỗi tiếng ca ngợi Đức Chúa Trời rằng: Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người được ơn. Sau khi các thiên sứ đã lìa họ lên trời, những người chăn chiên nói với nhau: Nào, chúng ta hãy vào thành Bethlehem để xem việc mới xảy ra mà Chúa đã cho chúng ta hay. Thế là họ vội vã lên đường và tìm được Mary với Joseph và một hài nhi nằm trong máng cỏ. Thấy vậy, họ thuật lại những điều họ đã được báo về hài nhi. Nghe những người chăn chiên nói thế, mọi người đều lấy làm lạ. Nhưng Mary ghi nhớ những lời ấy và suy gẫm trong lòng. Những người chăn chiên trở về làm vinh hiển và ca tụng Đức Chúa Trời về những gì họ đã nghe và thấy đúng y như họ đã được báo tin. Cắt bì và đặt tên cho hài nhi. Khi 8 ngày đã mãn, người ta cắt bì cho Ngài và đặt tên Ngài là Giê-xu, tức tên thiên sứ đã gọi trước khi Ngài được thụ thai trong lòng mẹ. Dân hài nhi. Khi những ngày dành cho kỳ tinh sạch theo luật pháp Môi-se đã mãn, họ đem Ngài lên Giê-ru-sa-lem để dâng lên Chúa theo như đã chép
trong luật pháp của Chúa rằng mọi con trai đầu lòng sẽ được biệt riêng ra thánh cho Chúa. Họ cũng dâng một của lễ theo như đã định trong luật pháp của Chúa, một cặp chim gáy hoặc hai chim bồ câu con. Simeon ca tụng Chúa. Lúc ấy ở Jerusalem có một người tên là Simeon. Ông là một người công chính và tin kính nhiệt thành. Ông hằng trông đợi niềm an ủi của dân Israel và Đức Thánh Linh ngự trên ông. Ông đã được Đức Thánh Linh mặc khải cho biết ông sẽ không qua đời trước khi trông thấy Đấng Christ do Chúa sai đến. Theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, ông đi vào đền thờ nhằm lúc cha mẹ của hài nhi Giê-xu đem ngài vào đền thờ để làm những thủ tục theo như luật pháp đã định. Ông bồng hài nhi trên tay và ca tụng Đức Chúa Trời rằng: Lạy Chúa, bây giờ xin cho tôi tớ ngài qua đời bình an theo như lời ngài đã phán, bởi vì chính mắt con đã thấy ơn cứu rỗi của ngài mà ngài đã chuẩn bị trước mặt muôn dân. Con trẻ này là ánh sáng soi đường cho các dân ngoại và là vinh hiển của Israel dân ngài. Cha mẹ của ngài lấy làm lạ về những điều ông nói về ngài. Simeon chúc phước cho họ và nói với Mary mẹ ngài: Này, đứa trẻ này sẽ là cớ cho nhiều người trong Israel ngã nhào hay trỗi dậy, và sẽ là cớ cho người ta chống đối, để những tư tưởng thầm kín trong lòng họ được lộ ra. Còn chính cô sẽ đau đớn như bị một thanh gươm đâm thấu vào lòng. Nữ tiên tri Anna ca tụng Chúa. Lúc ấy cũng có một nữ tiên tri, bà Anna con gái của Phanuel thuộc chi tộc Ase. Bà rất cao tuổi, số là sau khi thành hôn và sống với chồng được 7 năm. Bà tiếp tục sống cuộc đời một quá phụ cho đến bấy giờ đã 84 tuổi. Bà không rời khỏi khuôn viên đền thờ, nhưng cứ ở trong đó kiêng ăn, cầu nguyện và phụng sự Chúa cả ngày lẫn đêm. Ngay lúc đó bà đến ca ngợi Đức Chúa Trời và nói về hài nhi cho mọi người đang trông đợi sự giải cứu Jerusalem. Chúa lớn lên tại Nazareth. Khi họ đã làm xong mọi thủ tục theo luật pháp của Chúa, họ trở về miền Galilee và ngủ tại Nazareth, thành của họ. Ấu nhi lớn lên khỏe mạnh và đầy khôn ngoan, và ân sủng của Đức Chúa Trời ở trên ngài. Chúa tại đền thờ lúc niên thiếu. Thuở ấy mỗi năm, cha mẹ ngài đều đi lên Jerusalem để dự lễ vượt qua. Khi ngài được 12 tuổi, họ đi lên Jerusalem để dự lễ như thường lệ. Khi những ngày lễ xong, họ trở về nhà. Cậu thiếu niên Giê-xu vẫn còn ở lại Jerusalem mà cha mẹ ngài không biết. Họ tưởng ngài đang đi trong đoàn lữ hành trên đường về. Sau khi đi một ngày đường, họ bắt đầu tìm kiếm ngài giữa các bà con và những người quen biết. Khi tìm không thấy, họ quay trở lại Jerusalem để kiếm ngài. Sau 3 ngày, họ tìm thấy ngài lúc ấy đang ở trong đền thờ, ngồi giữa các giáo sư, lắng nghe họ giảng dạy và đặt những câu hỏi. Tất cả những ai nghe ngài nói đều ngạc nhiên về sự thông minh và những lời đối đáp của ngài. Khi thấy ngài, cha mẹ ngài sửng sốt. Mẹ ngài nói với ngài: Con à, tại sao con làm cho cha mẹ phải vất vả thế này? Này, cha con và mẹ đã tìm con và lo lắng cho con biết bao. Ngài đáp: Thưa mẹ, sao cha mẹ tìm con? Cha mẹ không biết con phải ở trong nhà của cha con sao? Nhưng họ không hiểu những lời ngài nói với họ. Ngài đi xuống với họ, trở về Nazareth và vâng phục họ. Mẹ ngài ghi nhớ mọi điều ấy trong lòng. Đức Chúa Giê-xu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn càng đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Chúa chuẩn bị thi hành chức vụ.